Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ngon Dễ Làm. Mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món vú heo nướng chao. Một món ăn ngon, rất là dễ làm. Vú heo thì mềm, ngọt, ngon, ăn rất là bổ dưỡng luôn. Rồi kết hợp với vị béo béo, vị mặn của chao, cùng thêm một số nguyên liệu và các gia vị khác, tạo nên món vú heo nướng chao rất là thơm ngon, tuyệt vời lắm luôn. Và cách làm thì rất là đơn giản, rất là nhanh. Và đây là thành phẩm của mình nè quý vị. Sau thời gian mình làm cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ và có được một dĩa vú heo nướng chao thành phẩm rất là thơm ngon lắm luôn. Món này lại gai thì khỏi phải nói, rất là tuyệt vời. Và đây là nguyên cái vú heo nè quý vị. Vú heo này thì khoảng 800 g. Rồi mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra nghe quý vị. Đó, nhưng cái phần vú heo nè quý vị, nó dính có một lớp da mỏng nha quý vị. Vú heo thì ăn khỏi phải nói, rất là bổ dưỡng và rất là béo. Và hai keo chao, hôm nay mình sử dụng một keo chung là được rồi nghe quý vị. Và chao thì mình sẽ múc ra chén nha quý vị. Mình làm cái phần nước ớt chao, để hồi mình sẽ ớt vào trong vú heo. Thì mình cho ra cũng khoảng 4 cục chao và cũng khoảng 3 muỗng canh nước chao đó quý vị. Rồi mình cho vô khoảng 1 muỗng canh xả băm. Cái phần nước ớt chao này cũng rất là quan trọng nha quý vị. Rồi mình cho khoảng 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê bột niêm, 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê tiêu xay. Và nước mắm thì mình cho khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm. Và dầu ăn thì mình cho khoảng 1 muỗng cà phê dầu ăn vào. Còn sa tế thì mình cho khoảng 1 muỗng canh sa tế vào luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên, mình tán nhuyễn cái phần cái của chao nghe quý vị, để cho nó hòa quyện vào các gia vị mà mình ướp vào. Đó, và sau một hồi mình tán rất là nhuyễn rồi đó quý vị, nó sền sệt như vậy luôn nè nghe quý vị. Nữa mình ướp vào vú heo nó sẽ thấm rất là sâu. Đầu bắp thì mình cắt bỏ đi cái phần đầu và cái phần cuối của các trái đầu bắp nghe quý vị. Các món nướng chao là phải có đầu bắp nha quý vị. Đó, và bây giờ mình sẽ để vào trong cái rổ rau luôn, chung với rau sống mình ăn kèm luôn. Và vú heo thì mình sẽ cắt ra khoảng 5-6 phần nha quý vị. Và cái khoảng dài, chiều dài thì cũng khoảng hơn một tấc. Rồi mình cắt nhỏ nhỏ ra, cũng khoảng một phần là được rồi nghe quý vị. Món nướng thì mình cắt vừa phải thôi, không mỏng quá và cũng không dày quá, vừa vừa thôi để mình nướng cho nó mau chín hơn và mình ướp với chao nó sẽ thấm sâu hơn. Đó, và sau một hồi mình cắt ra gần xong nguyên cái vú heo rồi nè quý vị. Rồi mình sẽ cho ra cái tô luôn, chút xíu mình sẽ cho các gia vị vào. Và mình sẽ cho nguyên cái chén nước ớt chao hồi nãy đó quý vị. Mình cho hết vào luôn. Hôm nay mình ớt cũng rất là đậm đà nghe quý vị. Món nướng mình ớt đậm đà nó, rồi mình nướng nó sẽ rất là ngon. Rồi sau đó mình đeo vào tay vào, rồi mình đảo đều lên. Mình đảo đều lên rồi hồi mình để khoảng 20 đến 30 phút nghe quý vị, trước khi mình nướng. Tại vì mình để hơi lâu để cho các gia vị nó sẽ thấm sâu vào các miếng vú heo. Rồi sau đó mình nướng nó sẽ đậm đà hơn và thơm ngon hơn. Hành tím thì mình đập cho nó dập dập. Và các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập luôn. Rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn nghe quý vị. Để nữa mình phi và mình làm nước chấm. Mình cho ra cái dĩa sẵn luôn. Ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn.
Hôm nay mình sử dụng hai trái ớt nha quý vị. Mình cho vào chung với tỏi và hành tím luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo nhỏ lên, mình cho dầu ăn vào. Rồi khi dầu nóng mình cho tỏi, hành tím và ớt vào để mình phi. Mình làm cái phần nước chấm chao nghe quý vị. Cái phần nước chấm chao nó cũng rất là quan trọng. Rồi mình cho một ít sả băm vào luôn. Cũng khoảng nữa muỗng canh sả băm quý vị. Và sau một hồi phi thì tỏi, hành tím, ớt và sả băm rất là thơm rồi đó quý vị. Thì mình sẽ cho chao vào. Thì mình cho khoảng 3 cục chao và khoảng 3 muỗng canh nước chao đó quý vị. Rồi sau đó mình cũng tán nhuyễn cái phần chao ra nghe quý vị. Đó, và sau một hồi phần chao này nó cũng đã rất là nhuyễn rồi nè quý vị. Và mình cho một ít gia vị vào luôn. Mình cho 1 muỗng cà phê đường cát và 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình đảo đều lên. Đó, sau một hồi nó rất là sệt rồi đó quý vị. Là cái phần nước chấm chao của mình coi như đã xong rồi đó quý vị. Cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ cho ra dĩa luôn. Để khi nào mà mình nướng vú heo chín rồi mình chấm với nước chấm chao này nha quý vị. Rồi mình cho thêm vài lát ớt lên trên nữa. Nhìn cho nó đẹp mắt hơn thì nó sẽ ngon hơn. Đó, phần nước chấm rất là đơn giản. Và sau nãy giờ mình ớt cũng khoảng 20 phút rồi. Và bây giờ mình bỏ các trái đậu bắp vào trong cái tô vú heo luôn. Rồi mình đảo đều lên để cho đậu bắp nó thấm cái phần chao của mình nữa nha quý vị. Để hồi mình nướng chung nó sẽ đậm đà hơn. Đó, và sau một hồi mình đảo đều các trái đậu bắp nó cũng thấm đều cái phần nước ớt chao với vú heo rồi đó quý vị. Và mình sử dụng bếp điện nha quý vị để mình nướng vú heo. Thì mình cũng trước tiên mình nướng thì mình cũng cho cái phần dầu á quý vị nó lên trên các cái thanh inox của mình nha quý vị, để hồi mình nướng nó sẽ không có bị dính. Rồi và bây giờ mình sẽ cho các vú heo lên cái bếp nướng của mình và các trái đậu bắp. Hôm nay mình sử dụng vú heo rất là nhiều nha quý vị, cho nên mình cho cũng khoảng hơn phần nửa à. Còn gần phần nửa thì khi nào mình ăn mình hết thì mình sẽ nướng thêm nha quý vị. Và trong lúc nướng thì mình cũng chở tới lui các vú heo của mình để cho nó chín đều hơn. Và khi đã chở lên một mặt rồi đó quý vị thì mình lấy cái phần dầu ăn đó quý vị, mình gửi gửi lên phía trên nha quý vị. Để khi mình nướng nó sẽ không có bị thấm. Và cái phần nước chao đó quý vị thì mình sẽ cho lên trên một ít các miếng vú heo nãy mình nướng đó quý vị, để cho nó thấm sâu hơn. Mình nướng như vậy nè quý vị, khi vú heo nó chín nó sẽ rất là đậm đà lắm luôn. Món này để uống bia rai rai rất là ngon tuyệt vời, hay là để ăn chơi ăn với cơm khỏi phải nói, rất là tuyệt vời lắm luôn. Và bây giờ mình chở các miếng vú heo của mình thêm một lần nữa nghe quý vị, chưa có chín nghe quý vị, tại mình chở khoảng 2 đến 3 lần là các vú heo nó sẽ chín. Đó, và các vú heo của mình nó cũng đã chín một số miếng rồi nè quý vị. Mình quay cận lên nè. Đó, quý vị thấy rất là hấp dẫn lắm luôn. Các món nướng thì mình nướng chín tới đâu mình ăn tới đó, nó sẽ rất là ngon nha quý vị. Và một miếng vú heo nè quý vị, nó đã chín rồi nè quý vị. Vàng óng ánh luôn, rất là thơm lắm luôn. Khi mình ăn á thì mình sẽ kèm với một trái đậu bắp nướng nữa nha quý vị. Với một miếng vú heo nướng. Rồi mình chấm với chao hồi nãy mình đã làm đó quý vị. Đó. Vị thấy rất là hấp dẫn lắm luôn. Rồi và bây giờ mình quay cận lên nè quý vị. Vú heo nướng chao cũng đã chín rồi nè quý vị. Một màu vàng óng ánh rất là đẹp luôn. Và đã chín rồi nè quý vị. Trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Một món ăn ngon. Món này trong các buổi tiệc gì đó
mà có món vú heo nướng chao thì khỏi phải nói rất là ngon tuyệt vời, và ăn kèm là các loại rau sống, rau hôm và đã hành phẩm hay nào quý vị. Quá trời thơm lắm luôn, quá trời ngon luôn. Một món ngon rất là tuyệt vời. Món này vào những ngày trời se lạnh thì khỏi phải nói, ai cũng khen ngon và đã hành phẩm ở đó quý vị. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều.